Bác sĩ rửa sạch tay và chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để trên một khay vô trùng, và bác sĩ không được tự ý chạm vào các thiết bị này. Cho bệnh nhân ngồi ở trên ghế với tư thế là hai chân mở rộng, bộc lộ khớp gối. Điều chỉnh ghế sau cho thoải mái nhất để bác sĩ làm thủ thuật. Sờ giữa bờ trên và cực dưới của xương bánh chè, sờ khoang khớp bên dưới của xương bánh chè. Bác sĩ sẽ thấy một khoang khớp hẹp ở giữa xương bánh chè và xương đùi. Điểm tiêm tốt nhất là tính theo hướng tham chiếu của xương bánh chè, nó chính là đường màu đỏ mà các bạn đang nhìn ở trong clip. Và một vị trí tiêm có thể thay thế vị trí này, đó là một vị trí cũng tính theo xương bánh chè bằng một đường màu đỏ như trong video. Tiếp theo là đánh dấu vị trí tiêm bằng một nắp kim như trong video. Tuyệt đối là không được sử dụng mực vì khi mà vệ sinh nước muối sinh lý thì nó sẽ bị phai đi. Làm sạch da bằng dung dịch chlorhexidine. Sử dụng kỹ thuật xoắn ốc để vệ sinh, bắt đầu tại vị trí tiêm và kết thúc tại vị trí ngoài cùng, rồi sau đó đợi cho da khô. Lắp đầu kim vô trùng 21 gau hoặc là 23 gau tùy theo chỉ định của bác sĩ vào một xi lanh 10ml và cầm xi lanh song song với sàn nhà, đẩy kim tiêm vào vị trí đã đánh dấu. Không được đưa góc kim lên xuống vì khi mà làm như vậy sẽ làm cho đầu kim ra khỏi khoang khớp và vào trong xương. Có thể ban đầu bạn cảm thấy đầu kim hơi bị kẹt lại, sau đó có một tiếng pop nhẹ khi mà kim đã vào trong khoang khớp. Nếu mà hút dịch khớp gối thì phải thực hiện thao tác thật nhẹ nhàng để có thể lấy được dịch. Miễn sao là giữ được sự vô trùng của xi lanh và kim, bác sĩ có thể bỏ xi lanh ra để cho dịch vào ống nghiệm rồi lại cắm xi lanh vào kim để hút tiếp. Sau khi hút dịch xong, rút bỏ xi lanh ra và giữ nguyên kim, rồi đưa xi lanh có chứa thuốc để tiêm vào khoang khớp, kết nối với kim đang cắm ở trong khoang khớp. Thực hiện rút nhẹ piston lại phía sau để kiểm tra xem có hút được máu ra hay không. Rồi khi mà không thấy máu ra thì mới tiêm thuốc vào trong khoang khớp. Quá trình tiêm thuốc vào phải nhẹ nhàng, nếu mà các bạn thấy tắc hoặc là khó bơm thuốc thì các bạn phải thay ngay kim mới. Và tuyệt đối là không được tiêm mạnh khi mà thấy khó bơm, vì khi mà tiêm vào gân hoặc dây chằng thì nó có thể làm cho chúng bị đứt. Loại bỏ bơm tiêm vào thùng rác theo quy định. Dùng băng với một áp lực nhẹ để ngăn máu chảy ra. Và chúng ta nên quan sát bệnh nhân từ 15 cho tới 30 phút để theo dõi phản ứng sau tiêm. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn sức khỏe.